và mấy trăm đó còn nhớ không em? 25 tỷ rồi nỡ nào em quên. Theo như giao kèo thì em phải nhớ đã trước 5 tỷ mỗi tháng tiền phòng, mà hôm nay rễ qua em ơi, làm ơn làm phước trả phước cho anh, cho em xe phòng mới chừng nửa năm, bedroom riêng nè còn bao gà điên nước, lấy có 200 rẻ quá chừng rồi, em còn muốn ngâm đến bao giờ? Người bạn gái trước đã ra đi, còn một phòng không biết làm chi, tiền nhà thì hết 800 tỷ, cho xe phòng cũng đỡ hao đi. Ngày dọn vào tính lấy em 300, em than rằng tội thân em lắm, ăn welfare có 400 thôi, anh thương tình anh bớt 100. Rồi những năm tháng tiền trả em xuôi, nhưng có một lần trái chuyện lôi thôi, anh đi lộn phòng vì trời qua tối. Lúc đó sao em không nói một lời, nhưng em quên rồi chuyện trả tiền tội. Lòng thì muốn nói cứ câm thôi, tiền nhà này ai trả giùm tôi, gặp nàng mình vẫn cứ tươi cười, trông như là cô đâm ăn sôi. Bàn rằng mình đã sống chung nhau như một phòng thì mình cho mướn, nhưng em không có muốn con gái thôi, lý do sợ anh trố mọi gì. Đàn ông mà mướn thì khổ cho anh, trong khi anh đi làm ở nhà nó canh, nó cũng đi lộn phòng thì buồn cho anh lắm. Có nhớ không em, anh đã một lần ngu có một lần mà tiêu một đời. Nó cũng đi lộn phòng thì buồn cho anh lắm. Có nhớ không em, anh đã một lần ngu có một lần mà tiêu một đời.